model staccato. We're fucking right up the bottom from gone ham. This ain't even luck, I'll plan. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club, right? And it's in the booty's gonna be right. Get it, baby, you know what the fuck, right? Make it right, 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night, and even if things go left, you gotta make them right, chillin' with mine, we trippin' up, they on a double up, triple dub, came from the base, we only going up, they loving us, up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up, toast to my people that's on the come up, and you live with us, ain't all about the trick of us, looking at my watch, it's bomb of hands. This is a Kraken Slayer ADC with a Lord Dom. She's three levels under me, but still, she's actually dying to the minions from hitting. Wait, how is she dealing no damage with a tank? Now my face. God, is that an exhaust? Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings. God damn you, fucking suck it, Kane. God damn you, suck it, Kane. Oh my, these players are so bad. Hit a skill shot. Hit a fucking skill shot, you. I don't know what the fuck I'm gonna do here, but. Buy a vault in case something. I guess we can give her two kills. I can walk the hook while Dino. I don't have my ult. Get the LeBron. No shot, I just did that. How many times did he just die? She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive. I'm up the night. Her love for me is real and kind of suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Are you under attack? But yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. She was the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different world. We're getting crazy in a different world. Son tres amiguitas, se ayudan para subir. Y esta queda acá. Deja de mover las antenitas, las patitas, todo. Baja todo. No.
Me mató, fresita. Y esta se fue en la mierda, tipo, ni siquiera le dieron la mano o algo así, ¿viste? Dude, I'm gonna get thrown off here, I swear. Woo! Woo! Okay, boom, 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 boom. That was stupid. Whenever you went invis, his... What? Ó, mit megy? Mit megy ez a Camille? Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những con rồng trong Liên minh Huyền Thoại nha. Như anh em đã biết đó, trong mấy ngày vừa qua thì Riot đã tung ra cái bản cập nhật 11.22 của tiền mùa giải 2021 với sự cập nhật của rất chi là nhiều trang bị mới cũng như là mấy con rồng và ngọc bội trời mới. Thì ngày hôm qua thì mình đã có làm một cái video nói về việc cập nhật các trang bị mới trong Liên minh Huyền Thoại. Trong đó có một cái trang bị rất là cần thiết cho Pháp Sư ở thời điểm hiện tại. Đó chính là một cái trang bị có khả năng phá khiên, đó chính là cái trang bị này. Thì ngày hôm qua thì mình đã làm về các trang bị rồi, nên ngày hôm nay mình sẽ không nói nhiều về các trang bị nữa, mà mình sẽ nói về các con rồng trong Liên minh Huyền Thoại nha. Chắc hẳn anh em nào ở đây cũng đã biết là hai con rồng mới trong Liên minh Huyền Thoại có tên là rồng hóa kỹ và rồng công nghệ. Con rồng nào cũng đẹp và có cái bản đồ khá là thú vị, nhưng đối với mình thì mình thấy con rồng công nghệ nó đẹp hơn, kiểu như nó bắn ra những tia điện, tia sét, nói chung là đẹp lắm. Và còn có thêm các cổng dịch chuyển ở trên bản đồ, thời đại của mấy ông helicopter tới rồi đó. Đó là những chi tiết mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy thông qua các cập nhật của Riot trong mấy ngày hôm nay. Nhưng vẫn còn một số chi tiết nhỏ nhặt mà có thể anh em vẫn chưa để ý tới. Cụ thể là tại tiền mùa giải 2022 sắp tới, rồng gió sẽ được làm lại và sẽ tăng tốc độ di chuyển ngoài giao tranh và tăng khả năng kháng làm chậm. Về cơ bản thì hiệu ứng mới của rồng gió là một phiên bản kết hợp giữa dài cơ động và dài bạc. Có một sự thật là hiệu ứng rồng gió ở thời điểm hiện tại tỏ ra khá là lép vế hoàn toàn so với các loại rồng nguyên tố khác. Hiệu ứng làm giảm thời gian hồi chiêu cuối tỏ ra khá là mạnh, đúng không? Cho lý thuyết là vậy, nó giúp cho các vị tướng của chúng ta có thể sử dụng chiêu cuối nhiều hơn. Tuy nhiên trong các cuộc giao tranh thì những chỉ số phòng ngự sát thương hồi phục từ những con rồng nguyên tố khác thì nó lại tỏ ra khá là hoàn hảo hơn. Và do cái lẽ đó mà tỷ lệ thắng khi đội sở hữu rồng gió thường rất thấp so với các con rồng khác. Với việc được làm lại như trên thì giờ đây rồng gió sẽ hỗ trợ mạnh hơn cho những game thủ ưa thích đi đảo đường, đặc biệt là những người chơi đường giữa đi rừng. Hiệu ứng kháng làm chậm mới của rồng gió cũng giúp cho các vị tướng chọn vị trí cũng như di chuyển trong giao tranh một cách thoải mái nhất. Bên cạnh sự thay đổi của rồng gió thì băng trụ bình cũ cũng được làm lại một chút. Cụ thể là cái công thức của trang bị này được thay đổi, đó là bí thương thất truyền hồng ngọc cộng với sách cũ.
giá mua giảm từ 3.200 xuống 2.800. Đổi lại thì chỉ còn cung cấp 70 sức mạnh phép thuật và 5 sức mạnh phép thuật với mỗi trang bị huyền thoại từ hiệu ứng thần thoại. Việc giảm giá mua của trang bị thành phần không còn quá đắt sẽ khiến những tướng hỗ trợ có thể sở hữu băng trùng phỉnh cũ một cách khá dễ dàng. Rất có thể những thay đổi này sẽ khiến cho những vị tướng như Morana, Lurk đứng đầu meta ở vị trí hỗ trợ nhờ nâng cấp băng giá ở tiền mùa giải 2022 sắp tới. Còn theo anh em thì anh em có thấy con rồng gió nó lép vế hơn so với những con rồng khác hay không? Hãy để lại bình luận của anh em ở dưới phần comment nha.